Dương hồi nãy mặc đồ gì mà giờ cởi đồ đi. Đã cái gì? Nope. Ây chà. Anh đừng có như vậy nha, chúng ta chỉ là anh em thôi. Mày đang nghĩ gì vậy kìa? Viện thẩm mỹ đó. Hôm nay mình sẽ đi qua thăm viện thẩm mỹ của anh Phương. Hôm bữa thì anh Phương khai trương nhưng mà mình không có qua được. Hôm nay thì mình sẽ qua đây và để cho các bạn xem là ở đây nó xịn sò như thế nào nha các bạn. Và hôm nay thì mình không có đi một mình, mình sẽ đi với một vị khách mời. Đây là khách mời. Hai đứa mình chiều cao nó hơi khó đó các bạn. Bạn Tiến, bây giờ thì tụi mình sẽ đi vô trong nha. Đây, chỉ nè mọi người. Rồi. Thơm quá à. Ờ, sao có thể thơm đến như vậy ta? Mọi người ơi, vừa bước chân lên là đã thấy thơm rồi đó mọi người. À, wow. Ba người anh, trời. Anh Phương của tôi nè. Không thể nhận ra được anh Phương nữa mọi người ạ. Thôi, ai đồ. Ủa vô cửa nào. Hello em. Dạ, em chào anh. Mình đã vừa vào trong rồi nhưng mà anh Phương thì không có ở đây. Chắc là anh Phương bận cái gì rồi nên là hy vọng là tí nữa anh Phương sẽ ghé. Bây giờ thì chắc là tụi mình sẽ đi tham quan một vòng để xem ở đây như là phòng ốc rồi dịch vụ như thế nào nha. Ở đây mình có mấy lầu chị? Mình có tổng cộng là 4 lầu. Wow. Wow, đây là phòng trưng bày sản phẩm đó mọi người. Nhìn đẹp quá à. Nhìn giống như là một cái phòng make up vậy. Đây là phòng điều trị những công nghệ, ví dụ như là hai phô hay là laser à. Phòng nào cũng thơm. Ừ, ở đây có một điều đặc biệt là rất là thơm luôn á mọi người. Phòng nào cũng thơm. Wow, cảm giác giống như là không phải là tụi mình đang đi spa mà ở trong một cái ngôi nhà mọi người. Cái ngôi nhà làm đẹp kiểu nó rất là ấm cúng. Đây là phòng master nè, coi. Wow, có mật khẩu luôn á chị. Wow, dạ chào chị. Trời ơi, thích quá. Phòng này là mình dùng để làm gì chị? Trời ơi, nhìn mặt đâu. Wow, ở đây mình nằm ở đây á, mình làm mình có thể nhìn xuống dưới, cái view rất là xịn nha mọi người. Ôi, lại là người anh của mình. Tiếp sẽ chọn giường nào? Chị bình thường thì giường của anh nào là nhiều người chọn nhất chị? Nói chung là cũng đều là chọn đều hết à. Chọn cái bồn tắm. Ủa, ở trong này là có cái gì ta? Có bồn tắm chị. Wow, bồn tắm có view cũng đẹp quá chị. Ôi trời ơi, giống như khách sạn vậy đó trời ơi. Cái này là mình để mình có thể tắm được luôn hả chị? Wow, mọi người ơi, thích quá nè. Bữa nào mà mình muốn được tắm bồn á, cái mình đi qua đây, cái mình vô đây mình tắm mọi người. Mình đã vừa tư vấn bác sĩ xong rồi, bây giờ thì tụi mình sẽ đi lên để làm liệu trình. Theo như sự tư vấn á, thì hai đứa mình sẽ cùng làm cái liệu trình đặc biệt. Đã quay lại cái phòng này và bây giờ thì tụi mình sẽ được thực hiện dịch vụ ở đây nha. Mọi người ơi, bây giờ tụi mình sẽ đi thay đồ nè. Ta-da! Tụi mình
mình mới thay đồ rồi nè, hơn quá là mình có thể mặc vừa cái áo mọi người. Anh ơi, em ngại quá. Cũng mày làm đi tình yêu mày cởi đồ hết thì kiểu. Em không biết. Tự nhiên mấy chị kêu cởi đồ em đâu biết đâu. Làm đi tình yêu gì vậy? Em xuất gia tỏ thân hả? Không biết. Vừa hồi nãy mặc đồ gì mà giờ cởi đồ cái gì? Đã cái gì? Lúc. Ấy chà. Anh đừng có như vậy nha, chúng ta chỉ là anh em thôi. Mày đang nghĩ gì vậy kìa? Thì dạ, cảm ơn chị. Ừ, anh quay là hơi bị đỉnh luôn á. Ừ, xúc đất có vẻ hơi nọng nha. Cái không gian khi mình tẩy trang xong thì có một sự khác biệt không hề nhẹ cho đối với cái lúc nãy mới bắt đầu vô. Vẫn đẹp nha mọi người nha. Dạ, mà mất cái chân mày rồi. Ở đây mình có điêu khắc chân mày không chị? Dạ, hiện tại thì em mình chưa có triển khai dịch vụ đấy nha chị. Nè, cái chân mày nó dễ lố ở đây nè. Đó. Ủa, anh rửa mặt. Dạ. Rửa rồi, trôi chân mày nè, trôi chân mày nè. Em chùi sạch sạch cái chân mày dùm anh nè. Ok, ngay chỗ cái chân. Anh ơi, khúc này mình quay chỗ khác đi anh, quay không gian đi anh. Đây mà, thí dụ mà mình có 10 triệu á, thì mình làm được cái gì chị ha? Trời, 10 triệu làm nhiều lắm á em. Cái gì á, anh Phương tặng cho em cái voucher 10 triệu. Ủa, anh ơi, anh không nhớ hả? Hôm bữa sinh nhật em á, anh tặng cho em một cái voucher 10 triệu ở San Dentist nè. Rồi ở bên này nữa. Em có quay clip lại rồi. Không thể làm bằng chứng. Nè, 10 triệu là sẽ được vừa làm vừa ngắm anh. Ủa? Rồi. Alo. Đó. Em không có. Nè, cái view hết sức đẹp không nè. Đó, khi nằm làm ở đây nó là nhìn lên nó, thấy chưa? Các bạn đó. Có biết tại sao mà chúng ta mỗi lần đi spa chúng ta đều phải nhắm mắt không các bạn? Và đó là lý do. Tự nhiên mình đang làm mình mở ra mình thấy mình hết hồn á. Tại sao anh không chọn một cái tấm hình nào nó thân thiện hơn nhỉ? Trời, nhìn phúc hậu gì rồi gì nữa em. Nhìn mặt đúng cọc luôn á. 10 triệu làm được nhiều chứ. Bên liệu trình chăm sóc da mình có chịu mấy 2 triệu gì đúng không? Ừ. À, là một lần đặc biệt như này 1 triệu 6 hả chị? Đúng rồi, một lần chăm sóc da đặc biệt có 1 triệu mấy hả? Vậy là mình sẽ làm được 10 lần. Mày điên à, 10 triệu sao làm được 10 lần? Thì được, mấy cái dư dư đó khỏi tính. Để tôi kiếm cái góc nào cho mày nó đỡ đỡ lỏng hơn xíu kìa. Hát tao thiệt là tao chưa kiếm được cái góc nào mà cho mình. Là... khúc này là mình đang dạ mình rửa mặt. Dạ. Rửa mặt. Tí nữa mình có tắm luôn chị. Dạ, thấy có cái bồn ở trong á. Cái tắm cái đó là khoảng thêm vài chục nữa em. Là chỉ tắm cho em luôn hả? Vài chục triệu nữa. Ủa? Là tao cho tao tắm cho mày. Ủa? Sắp hiện nguyên hình hết rồi. Hôm nào qua tắm trắng luôn đi kìa. Em hả? Em sợ tắm trắng xong cái mốt đi quay nó đen hơn. Đâu có, bình thường. Rồi tắm lên đây nó lên lên tông nhẹ lắm. Ừ. Chứ không phải là trắng bệch. Thì em còn 10 triệu mà em xã hội là tâm trạng không đủ em ơi. Giống như là rửa xe á mọi người. Đau. Anh thích làm cái đó lắm á. Nó mát quá mà nó đã sao. Nhưng mà tại cái tiếng á nghe như là thịt cái tiếng như rửa xe đó. Ê, cái chân mày mày mất tiêu đây coi kịp ơi. Cái chân mày mày đâu rồi? Anh ơi đừng quay khúc này nữa. Mình bắt góc toàn đi anh. Cái chân mày nó nè mọi người. Chân mày nó.
ơi, một bên đậm một bên lợt Kiều ơi. Áp lực quá mọi người ơi. Tự nhiên đi spa mà áp lực quá. cái máy này tẩy sạch da lắm luôn á. Mà nó nghe cái tiếng hơi ê đúng không? Cái tiếng nó hơi ù tai á. Nó bằng sóng âm á. Phải không, sóng âm đúng không? Nhưng mà để gần mấy cái lỗ tai á, nó hơi bị ù tai nên phải bịt cái tai lại. Nhưng mà rất là sạch. Nó có thể đẩy luôn mấy cái mụn cám á. Cái này để ủi mấy cái tế bào chết đúng không mày? Dạ. Ủa, thì cái này có bán theo gói không ta? Ừ, có bán gói chứ. Một gói là... Gói thì nó rẻ hơn, mua gói thì rẻ hơn. Gói là 10 triệu đó, 10 lần. 10 cái đầu mày. Tùy theo mình muốn làm mấy lần nên mua mấy lần. 3 lần, 5 lần, 10 lần. Mày đưa tao 50 triệu đi Kiều, làm tới cuối năm. Cuối năm? Ừ. 6 tháng nữa. 6 tháng mà 50 triệu. Ví dụ mà mình tính chia ra 1 triệu 1 buổi đi. Là 50 buổi nữa. Đâu, còn mấy liệu trình cao cấp nó tiền mắc hơn nữa em. Nhiều liệu trình mà. Ví dụ 50 triệu thì mỗi ngày tớ làm 1 liệu trình. Ừ. Thì là muốn làm nhiêu nào đúng không? Đâu bậy em. Giỡn rồi. Ủa chứ nói 50 triệu là tới cuối tháng cuối năm. Cái liệu trình anh sẽ ra cho em. Ủa. Cái liệu trình em cũng có nhu cầu. Cái em đẹp rồi người làm làm sao? Qua tôi triệt lông cho. Triệt lông mài đúng rồi. Mặt tuyết lên hình nhìn cũng bự quá ha. Đừng có quay cận như vậy mà. Đây là cận cảnh cái chân mày của em thôi. Rất là sắc nét, rất là dày. Chân mày lá liễu á, lá liễu mùa đông. Em buông tha cặp chân mày cho em đi. Cái này sạch cực kỳ sạch luôn á. Tất cả ở đây kiểu cái gì nó cũng làm bằng máy móc, cảm giác hiện đại. À, nó cũng thốn tiền cho anh lắm em à. Đầu tư hết tất cả, con số nó đã lên tới mấy con số 0 rồi. Nó nhiều lắm rồi. Mấy cái mỹ phẩm bên anh là nhập bên Mỹ không nên tốt lắm rồi. Cái đó là mình tặng luôn à? Không, cái đó anh để anh bán nha. Ủa, em tưởng là mình làm xong rồi mình phải tặng mỹ phẩm mang về chứ. Không, bán em à. Nó cũng giá nó cũng hơi rác cho anh đó em. Nên đó anh bán. Trừ vô cái 10 triệu được không? Có 10 triệu mà. 10 triệu mà nãy giờ mày đem cái 10 triệu đó mày làm cho tất cả luôn rồi đó Kiều. Chưa đủ mà. A few moments later. Quay lại coi, đầu sù tóc rối. Giờ spa người ta đóng cửa rồi, tại vì Kiều ngủ say quá nên là không có dám đánh thức á. Giờ phải đợi Kiều thay đồ rồi mới đi về. 5 phút trôi qua rồi mà Kiều vẫn chưa thay đồ xong, không hiểu làm cái gì vậy chồng. Giờ là mấy giờ? 10 giờ rưỡi rồi. Spa đáng 10 giờ rưỡi rồi. Đáng lẽ là spa đóng cửa từ lâu rồi, nhưng mà tại vì Kiều ngủ á, ai kêu cũng không chịu dậy á. Cái xong rồi phải đợi chứ, khi nào mà Kiều tự dậy mới
Như là được vuốt keo vậy đó, tự đứng thẳng luôn. Các bạn ơi, tụi mình đã làm xong rồi, giờ bây giờ thì tụi mình đã được tặng cái tiếp kem chống nắng nè, thêm thèm đây của mình. Cái này cũng đắt tiền đó, mình không biết bao nhiêu. Nói chung là hôm nay tụi mình có một ngày thật là tuyệt vời đi ngủ, giống như là ở nhà không ngủ, ở nhà người ta ngủ ké vậy đó. À, các bạn nếu mà các bạn có nhu cầu về làm đẹp thì các bạn hãy nhớ tới ủng hộ Viện Thẩm Mỹ Gót của anh Thành Phương chúng ta nha mọi người. Địa chỉ là mình sẽ để dưới đây nha. Ok, bây giờ thì bye bye, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Sao cái khẩu trang mà nó dư cái này ra kìa ta? Tại mặt mà nhỏ.